Hi, chào các bạn. Sau tập phim triệu hồi tất cả những Titan TV Man xem ai là mạnh nhất, thì rất nhiều bạn hưởng ứng và yêu cầu mình làm thêm những Titan khác. Ngày hôm nay, mình quyết định thực hiện điều đó và làm thêm triệu hồi tất cả những Titan Speaker Man cho chiến đấu lẫn nhau để xem ai là mạnh nhất. Nào, chúng ta sẽ bắt đầu nội dung ngay lập tức luôn nhé. Đầu tiên, mình sẽ điểm qua những nhân vật Titan Speaker Man xuất hiện ngày hôm nay. Ở vị trí đầu tiên đó chính là Titan Speaker Man cơ bản, cũng là nhân vật chính trong series phim Skibidi Toilet, cùng với Titan TV Man và Titan Speaker Man tạo thành bộ ba Titan hủy diệt các quái vật bồn cầu. Kế bên chính là Upright Titan Speaker Man, tức là cơ thể của Titan Speaker Man cơ bản được nâng cấp sau khi bị thương rất nặng bởi một cuộc tấn công lén của lũ quái vật Toilet. Chưa dừng lại ở đó, Upright Titan Speaker Man vì muốn tiến thẳng vào hang ổ của lũ quái vật bồn cầu, tiêu diệt sạch sẽ bọn chúng, nên đã yêu cầu các đồng loại thuộc hạ của mình cấp rút tìm kiếm những thứ vật liệu vô cùng quý hiếm, cường hóa cơ thể của cậu ta một lần nữa, khiến cậu ta trở thành Upright Titan Speaker Man V2. Tiếp tục, trước mặt của các bạn là một Titan Speaker Man bóng tối. Hắn ta không phải là nhân vật chính Titan Speaker Man, mà là một kẻ đến từ thế giới bóng tối vô cùng độc ác, hòng muốn đánh bại Titan Speaker Man cơ bản và muốn chiếm lấy sức mạnh của cậu ta để thay thế vị trí cho cậu ta. Nhưng hắn đã gặp thất bại. Sau đó hắn bán linh hồn của mình cho ác quỷ. Ác quỷ giúp hắn nâng cấp cơ thể thành Upright Titan Speaker Man đáp như trước mặt của các bạn đây. Trở lại với chính chuyện, Upright Speaker Man V2 không những đối mặt với thế lực quái vật bồn cầu ngày càng lớn mạnh, mà còn phải đối mặt với thế lực bóng tối mới xuất hiện, khiến cho cậu ta gặp rất nhiều thương tích mỗi lần ra chiến trường. Do đó, Speaker Man lại một lần nữa nâng cấp cơ thể của mình và cường hóa đặc biệt, khiến mình trở thành một Ultra Titan Speaker Man thiết giáp. Nhưng bộ giáp quá nặng, quá cồng kềnh khiến cho Speaker Man mất rất nhiều thể lực. Do vậy, cậu ta lại tiếp tục cải tiến bộ giáp của mình và biến thành Ultra Titan Speaker Man V2, hay còn gọi là God Titan Speaker Man. Bị áp đảo rất nhiều từ những Titan khiến cho loài quái vật bồn cầu phải ngừng chiến lại, và bọn chúng bí mật chế tạo ra những vũ khí hủy diệt vô cùng khủng khiếp. Biết được thông tin bí mật này, thế là Ultra Titan Speaker Man V2 lại tiếp tục cho thuộc hạ của mình đi lùng tục khắp mọi nơi để tìm kiếm những vật liệu quý hiếm về để nâng cấp bộ áo giáp của mình. Và cuối cùng họ cũng đã cho ra đời Ultra Titan Speaker Man V3, cũng chính là Big Boy Titan Speaker Man. Bên cạnh những nhân vật chính truyện thì cũng có rất nhiều nhân vật ngoại truyện khác, như là Titan Speaker Man Light Camera trước mặt của các bạn đây. Cậu ấy là con lai của chúa tể Titan Speaker Man cùng với công chúa của Titan Camera Woman. Tiếp đến là một hình dạng bị nguyên rủa của Upright Titan Speaker Man, khiến cho cậu ta không còn là chính mình nữa, mất hết cảm xúc và giết chết chính đồng loại của mình để tạo ra một món quà bất ngờ. Thế là những nhà tạo mod Skibidi Toilet đã tạo ra một Titan Noel Speaker Man vào đúng mùa Giáng sinh như một món quà tri ân cảm ơn tất cả các bạn fan, nên nhân vật này chính thức ra đời. Speaker Man chính là Bomb Bomb Man. Nhưng theo một cách biến đổi nào đó thì có một thuộc hạ của Titan Speaker Man đã may mắn trở thành một Titan to lớn, nhưng vẫn giữ hình dạng Bomb Bomb Man của mình. Quay trở lại với chính chuyện, lúc này Ultra Titan Speaker Man đang gặp nạn, thì từ tương lai một cánh cổng thời gian đã mở ra, xuất hiện một nhân vật giải cứu, đó chính là Future Titan Speaker Man. Và cuối cùng chính là một nhân vật huyền thoại, Mythical Titan Speaker Man. Ông ta đến từ cõi hư vô, vũ trụ vô tận và xuất hiện một cách đầy bất ngờ để giúp cho tất cả loài Speaker Man thoát khỏi thế giới bóng tối. Vậy liệu trong tất cả những nhân vật ở đây, ai thật thụ là mạnh nhất? Theo các bạn dự đoán, ai sẽ là kẻ chiến thắng? Mình cũng nhanh chóng cho trận chiến vòng sơ loại bắt đầu.
Đầu tiên là cuộc đối mặt giữa Titan Speakerman cơ bản cùng với Upright Titan Speakerman V1 và V2. Cuộc chiến cũng chính thức bắt đầu. Lúc này ba Titan nhanh chóng bay lên cao và dùng đạn dược của mình và bắn vào đối thủ. Trông có vẻ rất châu bò và mạnh mẽ. Không biết ai sẽ là người nằm xuống đầu tiên đây. Lúc này có vẻ như Titan Speakerman cơ bản rất là yếu thế so với hai Upright Titan kia rất nhiều. Bởi vì trên cơ thể của cậu ta không được nâng cấp những vũ khí mạnh mẽ và hiện đại như hai Upright Titan kia. Ủa, vừa nhắc một cái, cậu ta biến mất đâu rồi? Chỉ để lại hai Upright Titan V1 và V2 đang tranh giành lẫn nhau. Rất cay cắn, rất châu bò, rất khỏe. Hả? Thấy rồi, Titan Speakerman cơ bản đã ngã gục trên không rồi kìa. Vậy liệu trận này ai sẽ chiến thắng chung cuộc đây? Có kết quả rồi. Xin chúc mừng Upright Titan Speakerman V2. Ở trận chiến thứ hai của vòng loại sơ cấp là cuộc đối đầu giữa 4 Titan Ultra Titan Speakerman thiết giáp, Ultra Titan God cùng với Titan Speakerman bóng tối và phiên bản nâng cấp của hắn. Trận hỗn chiến cũng chính thức bắt đầu. Lúc này 4 Titan nhanh chóng sử dụng hỏa lực mạnh nhất của mình để tấn công vào đối thủ. Các bạn có thể nhìn thấy trên màn hình, không chỉ có đạn dược ánh sáng mà còn có cả lửa, thậm chí là laser nữa chứ. Nhưng vẫn chưa có ai ngã gục cả. Theo các bạn, ai sẽ là vô địch trong cái vòng sơ loại này? Tôi nghĩ Ultra Titan Speakerman thiết giáp sẽ giành chiến thắng chung cuộc. Để tránh mất thời gian của mọi người, tôi sẽ tăng lượng đam và giảm máu lại đồng đều của tất cả những chiến binh Titan để cho trận chiến nhanh chóng kết thúc. Lúc này thì chuyện gì đến cũng xảy ra các bạn à. Đã có người nằm xuống rồi, chính là Upright Titan Speakerman Dash, phiên bản nâng cấp của Titan Speakerman bóng tối. Thật quá đáng tiếc cho nó. Nhưng liệu Titan Speakerman bóng tối trông có vẻ lép vế hơn có lật được ván cờ này hay không? Cái gì thế kia? Không thể nào. Ultra Titan Speakerman V2 God đã nằm xuống rồi các bạn à. Sao một loạt đạn của Titan Speakerman bóng tối nó đã chịu không nổi. Bây giờ chỉ còn lại hai đối thủ trên sân mà thôi. Liệu Titan Speakerman bóng tối có hạ luôn Titan thiết giáp hay không? Không thể tin được. Nó đã thành công. Trời đất ơi, hôm nay tôi miệng thúi quá. Nói cái gì chúc phúc cái đó à. Nào, bây giờ xin mời các bạn đến với trận sơ cấp thứ 3, xem ai sẽ bước vào vòng trong. Bắt đầu luôn nhé. Đây là hỗn chiến của 4 Titan Speakerman bị nghiền rũ, Titan Bombman, Titan Speakerman Light Cameraman và Noel Speakerman. Vâng, vừa bắt đầu trận đấu thôi, những Titan này đã dùng hỏa lực mạnh nhất để hủy diệt đối thủ của mình trong tích tắc. Nhưng liệu ai sẽ là người sống sót cuối cùng? Hả? Chết rồi. Titan Bombman đã bị mất dấu luôn. Nãy giờ các bạn có thể quan sát nhìn thấy rất ít Titan có máu yếu và chết sớm. Toàn là những Titan Speakerman châu bò vô cùng mạnh mẽ. Bắt buộc tôi phải tăng đam, giảm lượng máu của bọn chúng để đẩy nhanh trận chiến mà thôi. Vâng. Trận thứ 3 vòng loại này cuối cùng cũng đã có kết quả. Xin chúc mừng Titan Speakerman Light Cameraman. Trông nó là một sinh vật lai, nhưng sức mạnh không hề kém so với những Titan chính thống. Đến với trận thứ 4, có lẽ trận này là trận chờ đợi nhất ngày hôm nay. Nó không khác gì là một trận chung kết đầu tiên cả giữa những Titan khổng lồ và đẹp mắt nhất của loài Speakerman. Đó chính là Future Titan Speakerman, Big Boy Titan Speakerman và Mythical Titan Speakerman. Trận chiến cũng chính thức bắt đầu. Wow, đẹp quá. Lúc này lửa, nham thạch, ánh sáng, laser bay khắp mọi nơi trên màn hình. Tôi nhìn vào mà ho hết cả mắt. Không biết ai sẽ giành chiến thắng đây. Theo tôi ủng hộ cho Future Titan Speakerman. Trông nó rất đẹp và hoành tráng. Liệu nó có đánh bại hai đối thủ kia hay không? Chúng ta cùng tiếp tục theo dõi nào. Cái gì thế kia? Future Titan Speakerman cùng với Big Boy Titan Speakerman đã biến mất rồi. Không lẽ Mythical Titan Speakerman đã đưa họ tới địa ngục? Trời đất ơi, rốt cuộc
chuyện này là sao? Tôi vẫn chưa nhìn thấy gì cả. Đến với trận chung kết đầy hoài nghi của tôi, liệu Mythical Titan Superman có thật sự mạnh hay nó chỉ sử dụng sức mạnh ma quái để giở trò mà thôi? Vậy thì tôi nhanh chóng cho tất cả những Titan Superman đã chiến thắng ở những vòng loại trước tập hợp lại, và trận chiến chung kết cũng chính thức bắt đầu. Trời đất ơi, nhanh quá, chưa hết mà đã có kết quả rồi. Thực sự Mythical Titan Superman quá chênh lệch đẳng cấp và quá mạnh. Nó cũng chính thức đưa mình trở thành vị chúa tể của loài Superman. Không có ai có thể đối đầu với nó.